Kính thưa quý thầy cô lãnh đạo ngành giáo dục đào tạo tỉnh Gia Lai. Kính thưa tập thể giáo viên địa lý trung học phổ thông của tỉnh Gia Lai. Tôi xin được thay mặt tập thể các tác giả giới thiệu cùng quý thầy cô sách giáo khoa địa lý lớp 11 trên trời sáng tạo. Sách giáo khoa địa lý lớp 11 trên trời sáng tạo do giáo sư tiến sĩ Nguyễn Kim Hồng là tổng chủ biên, nguyên là hiệu trưởng trường đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh về các đồng chủ biên có tôi và tiến sĩ Hoàng Trọng Tuân, giảng viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Về tập thể các tác giả có Thạc sĩ Quỳnh Ngọc Sao Ly là giáo viên Trường Trung học phổ thông và các giảng viên đại học gồm có Thạc sĩ Bùi Vũ Thanh Nhật và tiến sĩ Phan Văn Phú là giảng viên Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, tiến sĩ Phạm Thị Bạch Tuyết và tiến sĩ Trần Quốc Việt là giảng viên của Trường Đại học Sài Gòn. Nội dung giới thiệu sách giáo khoa địa lý lớp 11, chân trời sáng tạo gồm có 3 nội dung chính, thứ nhất là cấu trúc sách và cấu trúc bài học, thứ hai là những điểm nổi bật, và thứ ba là những điểm mới. Bên cạnh đó, chúng tôi xin được phép giới thiệu một chút về hệ tài nguyên trực tuyến và góc hỗ trợ. Kính thưa quý thầy cô, cấu trúc sách và cấu trúc bài học sách giáo khoa địa lý lớp 11, chân trời sáng tạo được cấu trúc gồm 4 phần, thứ nhất là hướng dẫn sử dụng sách, thứ hai là một luật thứ ba là nội dung bài học và thứ tư là giải thích thuật ngữ. Ngay trang 2 sách giáo khoa, học sinh sẽ thấy phần hướng dẫn sử dụng sách, giới thiệu hình mẫu những cái trang của sách giáo khoa để các em hiểu rằng một bài học của sách giáo khoa gồm có các phần là yêu cầu cần đạt, mở đầu, hình thành kiến thức mới, ô cửa tri thức, luyện tập và vận dụng. Bên cạnh đó, một lục cũng sẽ giúp cho các em hiểu được rằng sách giáo khoa gồm có những phần như thế nào và trong mỗi phần có bao nhiêu bài, mỗi bài nằm ở những trang nào để các em tiện sử dụng trong quá trình thực hiện giờ học trên lớp. Về phần nội dung các bài học của sách giáo khoa thì quý thầy cô sẽ thấy giống như sách giáo khoa lớp 11 hiện hành, sách giáo khoa địa lý lớp 11 trên đời sáng tạo gồm có hai phần. Phần thứ nhất là một số vấn đề về kinh tế xồi thế giới, gồm có 7 tiết, 7 bài học và giới thiệu những vấn đề tổng quát chung mà nhân loại phải đối mặt để phát triển kinh tế xã hội bền vững trong thế kỷ 21. Thứ hai, phần 2 là phần địa lý khu vực và các quốc gia gồm có 23 bài học trong 56 tiết. Phần thứ tư, giải thích thuật ngữ thì ở cuối sách giới thiệu những thuật ngữ đã được các tác giả chắc lọc để giới thiệu với học sinh. Những kiến thức này mang tính chất cơ bản và chuẩn để giúp học sinh hiểu được những vấn đề hiện đại của địa lý kinh tế xã thế giới trong những năm 2020 trở đi. Về cấu trúc bài học thì quý thầy cô sẽ thấy sách giáo khoa địa lý lớp 11 trên trời sáng tạo thực hiện đúng thông tư 33 về sách giáo khoa và công gian 5512 của Bộ Giáo dục Trung học. Cho nên cấu trúc bài học sẽ gồm có những phần cơ bản như sau. Đầu tiên là phần yêu cầu cần đạt, giới thiệu những nội dung cơ bản của chương trình tổng thể được quy định trong bài học. Thứ hai là phần mở đầu là một đoạn văn bản để giới thiệu một tình huống giúp các em hiểu được những vấn đề mà các em sẽ học trong bài. Về phần hình thành kiến thức mới thì sách giáo khoa sẽ tổ chức mỗi yêu cầu cần đạt thành từng đa mã lớn, từng mục một, một nhỏ hay nhỏ và mỗi mục như vậy sẽ khởi đầu bằng một câu hỏi sau đó đến phần các cái công cụ hỗ trợ cho các em làm việc tập thể đó là bản đồ biểu đồ sơ đồ số liệu thống kê một đoạn văn bản sau khi các em tìm hiểu xong kiến thức mới thì các em sẽ thực hiện phần luyện tập để vận dụng kiến thức đã học của mình vào việc giải quyết những bài đọc thực tiễn mà giáo viên hoặc là nhà trường đưa ra cho các em hoặc là chương trình theo đúng nội dung yêu cầu chương trình. Ở đây các tác giả sẽ giới thiệu những bài tập luyện tập của mình nhưng mà trong quá trình thực hiện sách thì giáo viên có thể đưa ra những cái câu hỏi luyện tập khác phù hợp hơn với địa phương mình. Và cuối cùng là phần vận dụng. Các em sẽ thực hiện công việc này ngoài nhà trường dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Và các em sẽ liên hệ thầy thầy cô các bộ môn khác, các bạn bè ở các lớp học khác, anh chị các lớp trên, bố mẹ và người quen để các em có thể có một kiến thức à, thực hiện tốt cái việc vận dụng kiến thức của mình vào trong thực tiễn cuộc sống về những điểm nổi bật của sách giáo khoa địa lý lớp 11 trên trời sáng tạo thì có tất cả 6 điểm nổi bật mà chúng ta cần lưu ý trong quá trình sử dụng sách. Thứ nhất là nội dung thì được chuyển tải một cách khoa học và chính xác đã được hoàn toàn cập nhật những thông tin mới phù hợp với sự phát triển kinh tế sầu hiện nay trên thế giới. Vấn đề thứ hai là hệ thống câu hỏi thì theo hướng phát triển năng lực học sinh vừa sức với học sinh và thuận tiện cho giáo viên. Các câu hỏi này không phải là những câu hỏi tái hiện kiến thức mà đòi hỏi học sinh dưới sự tổ chức của giáo viên, các em thực hiện các hoạt động tập thể thông qua cái phương pháp dạy học đặc trưng và những kỹ thuật dạy học đặc thù mà giáo viên sẽ hướng dẫn các em để các em có thể tự học. Môn địa lý thì tất cả những kiến thức về phân bố của các đối tượng địa lý cũng như quá trình phát triển kinh tế sò một quốc gia của một ngành nghề thì sẽ được biểu hiện bằng những biểu đồ, những bản đồ được xây dựng công phu và góp phần giúp cho em khai thác thông tin cuối bài thì các em sẽ có những bài tập luyện tập vận dụng được xây dựng theo hướng mở đây không phải là những câu hỏi có tính chất khuôn đóng cứng tái hiện kiến thức sách giáo khoa mà đòi hỏi các em phải có một chút xíu vận dụng và liên hệ vào thực tế để các em hình thành nên năng lực tư duy địa lý rất quan trọng của mình văn khoa học của sách cố gắng được trình bày vừa vừa khoa học mà vừa dễ hiểu và đội ngũ biên tập viên cùng với tập thể các tác giả và đội ngũ họa sĩ của nhà xuất bản giáo dục đã cố gắng tạo nên một sự kết hợp hài hòa giữa kinh hình và kinh chữ trong từng trang sách và trong toàn quyển sách. Quý vị cô thấy bản đồ được xây dựng rất là công phu bởi vì nói cho cùng bản đồ là khởi đầu và là kết thúc của kiến thức địa lý. Cho nên rõ ràng bản đồ chứa đựng những thông tin rất quan trọng không những về sự phân bố mà qua đó gián tiếp hiện lên những cái mối quan hệ đa chiều giữa các yếu tố kinh tế xã hội. Cho nên các tác giả cố gắng tập hợp những kiến thức, những thông tin mới nhất, xây dựng những bản đồ mới nhất. Và chúng tôi đã cố gắng xây dựng một cái bộ 37 bản đồ so với sách giáo khoa hiện hành thì nhiều hơn được 78, 78 bản đồ. Và bên cạnh đó, để khái quát quá kiến thức thì các tác giả cũng đưa vào những cái sơ đồ để học sinh có thể hệ thống khái quát và tổng hợp những kiến thức thành một cái tổng thể chặt chẽ các tác giả đã sử dụng luôn cả những phương pháp của những bộ môn khác, tỷ dụ như môn lịch sử. Khi nói về quá trình hình thành phát triển EU, các tác giả đã đưa ra một cái đường thời gian để học sinh thấy được cái quá trình phát triển của EU trong lịch sử đã diễn ra như thế nào từ năm 1957 đến nay. Và các bài tập đã được biên soạn theo hướng phát triển năng lực học sinh, cho nên rất đa dạng về thể hiện và những yêu cầu nói về các dạng biểu đồ là tốt nhất vừa trực quan vừa sinh động vừa giúp cho học sinh nắm vững được cách sử dụng một cách hợp lý các cái công cụ để thể hiện phân tích các số liệu thống kê thấy được cái sự phát triển của một ngành kinh tế à, ví dụ như hình 12.3 để nói lên cái mối quan hệ giữa tỷ lệ gia tăng dân số và số dân khu vực Đông Nam Á giai đoạn 1970 đến 2020 tác giả đã sử dụng một cái bản đồ kết hợp giữa đồ thị và cột. Hay là chúng ta thấy ở hình 9.1 và hình 9.2 của bài Brazil để thấy được cái quy mô phát triển Brazil trong khu vực Mỹ Latin từ năm 2000 và năm 2021, các tác giả đã sử dụng hai biểu đồ tròn để học sinh thấy được cái sự phát triển về quy mô và sự thay đổi về cơ cấu của quốc gia này so với phần còn lại của châu Mỹ Latin từ năm 2000 đến năm 2021. Nhưng để giải thích được cái sự thay đổi đó, bắt nguồn từ đâu, thì các tác giả giới thiệu hình 9.2 nói về sự chuyển động cơ cấu Brazil trong giai đoạn 2000-2021. Và như vậy, với cái biểu đồ miền này, học sinh sẽ thấy được sự phát triển của công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp như thế nào, để từ đó dẫn đến sự thay đổi trong quy mô và trong cơ cấu của Brazil đối với khu vực Mỹ Latin. Quý thầy cô cũng thấy là sách giáo khoa, đội ngũ mỹ thuật và tác giả cùng biên tập đã cố gắng tạo nên một sự kết hợp hài hòa giữa kênh hình và kênh chữ, không phải chỉ trong bài học như quý thầy cô thấy, mà cả trong bài thực hành. Thì tất cả những trang sách được thiết kế một cách rất hài hòa cân đối, để dựa vào đó học sinh thấy được một tổng thể về sự phát triển kinh tế, xã hội của Australia. À, dựa vào bản đồ thì thấy được sự phân bố, dựa vào biểu đồ thì thấy được sự phát triển, sự thay đổi trong cơ cấu GDP. Và nhìn vào những hình ảnh thì học sinh có thể tra cứu trên mạng, tìm thêm những thông tin về những địa điểm này để thấy được cái sự ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên đối với phát triển du lịch cũng như là cái vị trí của những thành phố quan trọng để dẫn tới sự thay đổi cái sự phát triển kinh tế đối ngoại, đối nội của Australia như thế nào. Và bên cạnh đó, quý thầy cô cũng thấy các tác giả cố gắng giới thiệu những trang web tiêu biểu tin cậy để học sinh tra cứu số liệu khi nghiên cứu về sự phát triển của một ngành của một quốc gia. Về những điểm mới của sách giáo khoa địa lý lớp 11 trên trời sáng tạo thì có tất cả 6 vấn đề tiếp cận, cấu trúc, sách và cấu trúc của bài học, nội dung kiến thức, vấn đề kênh thông tin, kỹ năng thực hành và vấn đề tích hợp nội môn, liên môn. À, về cách tiếp cận sách giáo khoa địa lý lớp 11 trên trời sáng tạo khác với sách giáo khoa lớp 11 địa lý hiện hành là trên cơ sở chuyển từ tiếp cận nội dung sang tiếp cận về năng lực để quý thầy cô thấy sách giáo khoa địa lý lớp 11 hiện hành thì tất cả kiến thức đã được trình bày sẵn và học sinh sẽ sử dụng kiến thức đó trả lời câu hỏi của sách giáo khoa hay là các em cũng có thể làm những cái bài tập thực hành để củng cố sâu về kiến thức của sách giáo khoa những câu hỏi trong sách sách lớp 11 hiện hành nhưng mà đối với sách lớp 11 hiện hành, nó hướng về tiếp cận nội, nội dung, cho nên nó sẽ không còn đáp ứng được yêu cầu chương trình tổng thể 2011 18 là người ta yêu cầu phải chuyển từ nội dung sang phát triển năng lực. Như vậy thì các bài học của sách giáo khoa địa lý 11 trên trời sáng tạo thực hiện tinh thần và yêu cầu của chương trình tổng thể 2018 thì các bài học được trình bày dưới hình thức quy nạp để học sinh đưa ra những nhận định và kết luận kiến thức trong bài biểu đồ trong bài bản đồ trong bài số liệu thống kê trong bài những hình ảnh đưa vào trong bài để học sinh khai thác thì nhằm mục đích là cái nguồn tư liệu để cho học sinh sử dụng nó giải quyết những cái vấn đề bài tập nhận thức mà tập thể tác giả giới thiệu với hình thức là câu hỏi ở dưới từng cái chủ điểm đầu trong bài vậy thì khi học sinh đọc những câu hỏi này định hướng này học sinh sẽ sử dụng kênh chữ sẽ sử dụng các cái bản đồ biểu đồ số liệu thống kê và các em trao đổi thảo luận với nhau rồi sau đó các em sẽ trình bày trước lớp các em sẽ đánh giá góp ý lẫn nhau và các em sẽ đưa đến một cái nhận thức chung để rút ra những nhận định và những kết luận chính xác đáp ứng yêu cầu của chương trình vừa hình thành được cái năng lực địa lý của mình năng lực không gian năng lực tư duy năng lực giải thích, giải quyết các vấn đề địa lý. Về cấu trúc sách giáo khoa, thì sách giáo khoa lớp 11 hiện hành của chúng ta hiện nay thì được xây dựng theo hướng là sau khi mà có cái lời mở đầu thì chúng ta sẽ đến một loạt bài học, tới một loạt và kết thúc. Nhưng mà sách giáo khoa địa lý lớp 11 trên trời sáng tạo thì bổ sung thêm phần hướng dẫn sử dụng sách ở đầu trang vì sách được xây dựng theo hướng là giúp cho học sinh có cái tài liệu tốt nhất tự học về địa lý cho nên phải có hướng dẫn sử dụng đồng sách và trong quá trình học sinh tiếp cận với sách giáo khoa có rất nhiều thuật ngữ cho nên cuối sách giống như các quốc gia khác trên thế giới chúng ta sẽ có phần giải thích thuật ngữ cuối sách giới thiệu những thuật ngữ có thể nói là then chốt chìa khóa của chương trình về nội dung của bài học so với chương trình hiện hành thì sách giáo khoa 11 địa lý trên trời sáng tạo thực hiện chương trình tổng thể sẽ bổ sung những vấn đề mới hiện đại nhất và phát triển nhất của nền kinh tế sầu thế giới hiện tại cho nên chúng ta sẽ có bổ sung thêm một bài uh, trong cái phần chung đó là bài 6 nói về an ninh toàn cầu đây là một vấn đề nóng hổi uh, mang tính chất thời sự và có lẽ nó sẽ rất quan trọng uh, trong quá trình học tập của các em không những năm nay mà năm sau hoặc là uh, để thấy được cái sự xu thế phát triển của tất cả các quốc gia trên thế giới thì bên cạnh những nước quốc gia mà các em đã học một cách quen thuộc thì chúng ta giới thiệu thêm đất nước Nam Phi đó là một thành viên mới nổi ở châu Phi và nằm trong nhóm BRICS như vậy quý vị cô thấy trong chương trình sách giáo khoa địa lý lớp 11 trên đời sáng tạo thì so với sách giáo khoa hiện hành nó sẽ cập những thông tin mới nhất và các vấn đề chung của thế giới thì các tác giả cố gắng biên soạn dưới hình thức những chủ đề hoàn chỉnh và học sinh sẽ nghiên cứu những vấn đề này dưới sự hướng dẫn của giáo viên bằng những phương pháp dạy học tích cực ví dụ như phương pháp dự án còn đối với từng quốc gia và từng khu vực thì sách giáo khoa địa lý lớp 11 trên trời sáng tạo cố gắng thể hiện mỗi quốc gia là một địa tập thể kinh tế xã hoàn chỉnh và như vậy thì nó sẽ có vị trí địa lý điều kiện tự nhiên điều kiện kinh tế xã hội dân cư và các vấn đề này hòa quyện với nhau thành một tổng thể. Như vậy thì học sinh sẽ thấy được cái mối quan hệ giữa điều kiện tự nhiên đến vấn đề phát triển kinh tế cũng như các vấn đề phát triển quốc gia này quan hệ quốc gia kia như thế nào. À, bên cạnh đó thì địa lý khu vực các quốc gia đều giống nhau về các phần nội dung như tôi đã trình bày. Nhưng quốc gia còn thêm một phần nữa là phần phân vùng thì mỗi quốc gia trên thế giới có cách phân vùng thế nhau nhưng mà dù phân vùng thế nào đi nữa thì hai xu hai xu thế khác nhau giữa địa lý của chúng ta và địa lý của các nước phát triển phương tây nhưng mà làm gì thì làm cái việc phát triển một vùng kinh tế thì bao giờ nó cũng dựa trên hai nền tảng đó là những ngành công nghiệp chuyên môn hóa và những ngành phát triển tổng hợp cho nên dù phân chia theo kiểu nào đi nữa thì việc thể hiện rất rõ ràng uh, sản phẩm chuyên môn hóa và sản phẩm tổng hợp sẽ làm học sinh hiểu rõ được cái vấn đề vùng kinh tế dù nó thể hiện và xây dựng dưới quan điểm à, phát triển kinh tế xã hội như thế nào. Mỗi bài học chúng ta thì sẽ có được cấu trúc làm bốn phần theo thông tư 33 ba, và đồng thời theo công văn 5512 của vụ giáo dục trung học và như vậy thì chúng ta sẽ thấy à, mỗi sách giáo khoa à, bên cạnh cái việc cấu trúc như vậy nó còn có một đặc điểm nữa là nội dung kiến thức sẽ mang tính liên thông. Học sinh đều học tự nhiên, kinh tế, xã hội trong Mỹ Latin. À, học sinh đều học khối liên minh châu Âu. Học sinh đều học những cái vấn đề chung của thế giới. À, nhưng mà ở lớp 8, à, lớp 7 thì các em sẽ học nó một cách đơn giản hơn để phù hợp với nhận thức của các em. Đến lớp 11 các em sẽ được học nâng cao hơn, phù hợp với trình độ phát triển nhận thức của các em. Và cái điều đó thể hiện tính liên thông của chương trình, tức là nội dung liên thông giữa các lớp lớp với nhau và để đảm bảo tính mới thì bên cạnh việc cập nhật những thông tin mới, những số liệu mới về phát triển kinh tế xã các quốc gia thì những vấn đề mới xuất hiện cũng được đưa vào sách. Điển hình nhất trong chương trình tổng thể 2018 là vấn đề an ninh toàn cầu là một vấn đề hoàn toàn mới. Vấn đề này đòi hỏi giáo viên phải cùng với học sinh đọc nhiều, tìm hiểu nhiều và thảo luận với nhau để có những nhận thức chung. Như vậy thì nội dung kiến thức đáp ứng tính cơ bản, tính khoa học, tính hiện đại, tính thiết thực, tính phù hợp và các bài học này đều được cố gắng thiết kế để tạo điều kiện giáo viên vận dụng sáng tạo các phương pháp dạy học. Về kênh thông tin thì chúng ta có kênh chữ. Bên cạnh đó chúng ta có kinh hình rất là phong phú. Bản đồ thì gắn liền với cái thuộc tính về chất lượng, số lượng, phân bố các đối tượng địa lý. Về tuyến thông tin bổ trợ thì bên cạnh đó sẽ giáo khoa có ô cửa tri thức để giới thiệu những kiến thức giúp cho làm sáng tỏ những yêu cầu trong chương trình bài học về kỹ năng thực hành thì trong bài có 11 bài kỹ năng thực hành và được chia thành 3 nhóm. Nhóm thứ nhất là những kỹ bài thực hành về bản đồ. Nhóm thứ hai là bài thực hành về số liệu thống kê, biểu đồ. Và nhóm thứ ba là về viết báo cáo. Khi các học sinh thực hiện các bài thực hành này thì các em sẽ hình thành được những kiến thức, những kỹ năng, những năng lực để xử lý số liệu thống kê, dễ biểu đồ đọc bản đồ, viết báo cáo, làm việc nhóm và thuyết trình. Và như vậy thì các em sẽ hình thành được những năng lực mềm rất là quan trọng sau này trong quá trình các em phát triển trong tương lai, học lên và đi vào thực tiễn cuộc sống. Về nội dung tích hợp bộ môn và liên môn, thì sách giáo khoa địa lý 11 chân trời sáng tạo cố gắng thực hiện tích hợp nội môn giữa kiến thức kinh tế xã hội thể hiện rõ nhất là sử dụng tự nhiên để giải thích những cái sự phát triển kinh tế xã hội của một quốc gia những thuận lợi khó khăn của một quốc gia. Nhưng mà bên cạnh đó, để giải thích sự phát triển của công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, sự phát triển kinh tế của một quốc gia không phải chỉ dựa vào điều kiện tự nhiên, mà chúng ta còn dựa vào các nhân tố dân cư, các nhân tố về kinh tế, các quan hệ kinh tế đối ngoại. Cho nên chúng ta buộc sẽ sử dụng những kiến thức các bộ môn khác nhau và từ đó hình thành nên cái tích hợp liên môn kiến thức địa lý với các bộ môn khoa học khác sách giáo khoa địa lý 11 trên đề sáng tạo là cuốn sách dành cho tất cả mọi học sinh yêu thích bộ môn địa lý. Nhưng đối với những học sinh thích chuyên sâu về bộ môn địa lý, thì các tác giả cố gắng xây dựng sách chuyên đề học tập địa lý lớp 11 với ba nội dung chính, ba chuyên đề chính. Thứ nhất, dự một số vấn đề về khu vực Đông Nam Á. Thứ hai, một số vấn đề về du lịch thế giới và thứ ba là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Ba chuyên đề này được quy định trong chương trình tổng thể 2018 vừa mang tính thực hiện yêu cầu phân hóa chuyên sâu đối với những học sinh yêu thích và lựa chọn nghề nghiệp liên quan tới địa lý, à, cho nên nó cũng đồng thời đáp ứng cả cái yêu cầu định hướng nghề nghiệp liên quan tới địa lý cho học sinh. Về điểm nổi bật nữa, thì chúng ta cũng thấy là thiết kế bài học à, nó sẽ được xây dựng rất là đa dạng, nó kết hợp rất nhiều hình ảnh minh họa, biểu đồ, bản đồ và đặc biệt nó có thêm một cái bộ phận mới là ô cửa tri thức nhằm cung cấp kiến thức bổ trợ làm rõ nội dung chính của bài học. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy như trong chuyên đề địa lý một số vấn đề của Đông Nam Á thì các tác giả đã giới thiệu với học sinh hai vấn đề chính, đó là vấn đề sử dụng cái hệ thống sông Mekong giữa các quốc gia trong khu vực như thế nào và vấn đề thứ hai là việc hợp tác các quốc gia trong việc phát triển bền vững biển Đông như thế nào thì quý vị cô thấy sông Công là một cái dòng sông chung của nhiều quốc gia và chúng ta là quốc gia ở hạ nguồn cho nên cái việc các quốc gia thượng nguồn sử dụng khai thác tài nguyên của con sông Mekong sẽ ảnh hưởng tới trực tiếp đến Việt Nam của chúng ta cụ thể là dùng đồng bằng sông Cửu Long như vậy thì dưới sự hướng dẫn giáo viên thì học sinh sẽ bắt đầu đọc và tìm hiểu để thấy được rằng à, những vấn đề gì chi phối cái sự hoạt động của hệ thống sông Mekong và sự bền vững của hệ sinh thái môi trường ở đây. Như vậy thì việc phát triển kinh tế xã hội các quốc gia trong khu vực sẽ ảnh hưởng như thế nào đến đồng bằng sông Cửu Long chúng ta và tại sao nhất thiết các quốc gia trong khu vực phải có một tổ chức, một cơ chế quốc tế để cùng nhau phát triển bền vững hệ thống sông Mekong. Và chúng ta cũng thấy được rằng à, vấn đề biển Đông à, đã được đề cập trong chuyên đề lịch sử của địa lý, à xin lỗi, của lịch sử lớp 11 các em sẽ được học về quá trình phát triển và quá trình chúng ta khai thác cái hệ thống Hoàng Sa và Trường Sa trong lịch sử như thế nào, khẳng định chủ quyền của chúng ta như thế nào. Và chúng ta cũng được giới thiệu một chút xíu về cái tài nguyên trong khu vực này. Thì chuyên đề địa lý bên cạnh việc nhắc lại về quá trình khai thác, thì chúng ta cũng nói tới những nguồn tài nguyên hiện nay và cái việc các quốc gia trong khu vực sẽ cùng nhau khai thác phát triển bền vững điển Đông ra sao hay là khi nói tới chuyên đề du lịch thì học sinh của chúng ta đều đã được học du lịch ở lớp 10. Đó là một cái ngành dịch vụ rất là quan trọng hiện nay trên thế giới. Trong quá trình học địa lý 11, các em cũng được nắm tất cả những kiến thức quan trọng đó và các em cũng hiểu được rằng à, du lịch rất quan trọng đến sự phát triển kinh tế xã hội và giới thiệu văn hóa Việt Nam ra nước ngoài. Các em cũng thấy được cái mặt thuận lợi và cái mặt thiệt hại do du lịch phát triển à, diễn ra và các em cũng hiểu được rằng qua cái quá trình học tập đó, các em cũng hiểu được rằng chúng ta nếu tổ chức khéo, chúng ta có thể biến du lịch thành ra một cái nguồn tài nguyên, một cái nguồn đầu tư rất là quan trọng và đồng thời chúng ta cũng thể giới thiệu với thế giới đất nước và văn hóa của chúng ta và để các em thấy được trách nhiệm của mình trong quá trình tham gia vào hoạt động du lịch nói riêng cũng như hoạt động kinh tế nói chung. Như vậy thì sách giáo khoa chuyên đề cũng vậy có hình ảnh minh họa rất là sinh động và câu hỏi được vận dụng để giới thiệu đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp. Vậy thì những tài liệu hỗ trợ của sách giáo khoa địa lý lớp 11 trên trời sáng tạo thì quý vị cô thấy chúng ta có sách bài tập địa lý 11 dành cho học sinh để các em củng cố, vận dụng, rèn luyện, hình thành những năng lực địa lý của mình đồng thời nắm giữ được yêu cầu trọng tâm của chương trình. Chúng ta lại có sách giáo viên và sách sách giáo viên và đồng thời có sách giáo viên chuyên đề học tập lớp 11 để học coi như giáo viên của chúng ta có một cái nhìn tổng thể về ý tưởng của các tác giả trong quá trình xây dựng cụ thể hóa chương trình như thế nào thành các bài học các tác giả đã cố gắng biên soạn những những kế hoạch bài giảng của mình để gợi ý giới thiệu với giáo viên cái quá trình xây dựng sách giáo khoa của mình vậy thì đây cũng là một hình mẫu một cái tài liệu tham khảo chứ không phải là một văn bản bắt buộc dựa vào đó giáo viên sẽ thoải mái phát triển tinh thần sáng tạo của mình. Mong rằng sách giáo khoa, sách giáo viên, sách bài tập sẽ hỗ trợ giáo viên rất nhiều trong quá trình chúng ta hoàn thành cái thực hiện chương trình tổng thể 2018 đối với môn địa lý lớp 11. Sách giáo khoa được biên soạn trên tinh thần chuẩn mực, khoa học, hiện đại và sáng tạo. Và bên cạnh đó, nhà xuất bản cũng gửi đến chúng ta một cái hệ hỗ trợ trực tuyến và góc và ba trang web để giới thiệu quý thầy cô về sách, về cách hướng dẫn sách, ma trận kiến thức, phân phối chương trình, kế hoạch tham khảo, tài liệu tập huấn, các video giới thiệu bộ môn, giới thiệu tiết dạy, tham khảo và tiết dạy minh họa. Vậy thì tốc hỗ trợ sẽ thu nhận tất cả góp ý quý thầy cô chuyển đến các tác giả và chúng tôi sẽ dựa vào sự phản biện của quý thầy cô để tiến hành chỉnh sửa hợp lý và kết nối tập huấn sẽ giúp cho chúng ta thấu hiểu nhau hơn trong quá trình thực hiện chương trình. À, một lần nữa à, xin thay mặt tập thể các tác giả xin chúc sức khỏe ở quý lãnh đạo của tỉnh gia lai và tập thể sư phạm tỉnh gia lai. Mong rằng à, sách giáo khoa địa địa lý 11 trên trời sáng tạo sẽ được đồng hành quý thầy cô trong năm học này. Xin trân trọng cảm ơn.